Ngọc Ngân và cha xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay cha cầm gì trên tay mà thấy trái nó đã quá vậy? Một dĩa táo tàu. Dạ, táo tàu này thì có tên là Tiger Tooth á. Thì cha lấy một trái lên cho quý cô chú anh chị xem á. Ngọc Ngân nghĩ thì chắc là do là trên trái nó có những cái đốm đốm nâu nâu nè cha, nên chắc người ta đặt tên giống như con cọp vậy á. Tên tiếng Anh là Tiger Tooth. Thì Ngọc Ngân nghĩ vậy thôi. Cái trái nó thì chắc nó cỡ trái cà na hết cha. Đúng rồi, cỡ táo tàu na. Hiện tại thì cha ăn thử coi nó có giòn, nó có ngọt không? Trời ơi, nghe cắn một cái rớp luôn á quý cô chú anh chị. Giòn, ngọt. Rất là ngon luôn. Cái loại này có dễ trồng không cha? Dễ. Quá trời dễ luôn. Và hiện tại thì cây giống của mình như thế nào cha cầm lên giùm con á. Cha ăn hết trái đi, ăn hết trái đi. Cái hạt nó chắc to lắm hả? Wow, cái hạt nhỏ xíu luôn. Cái loại táo này là để mà thường mình sấy khô quá quý cô chú anh chị. Khô thường là mình nấu xong bữa lượng nè, rồi mình nấu các món tiềm á quý cô chú anh chị. Đây là cái loại táo đó, là táo tàu. Thì cái loại táo này thì hiện nay thì được trồng rất là nhiều ở Việt Nam cũng như các nước ở trên thế giới luôn, giá trị kinh tế rất là cao. Dạ, cây giống này thì chiếc cành cao thì khoảng nhiêu cha? Khoảng 7 tấc. Cao khoảng 7 tấc thì có giá là 300.000 hai cây, thì Ngọc Ngân sẽ bao ship rồi cho để trái xuống nha. Rồi cho ăn thử trái nữa coi. Con cũng ăn thử trái. Cái trái nâu này thì nó chín nhiều quá quý cô chú anh chị. Nó giòn nữa ha. Ngon. Quý cô chú anh chị có nhu cầu về cây táo tàu thì hãy ủng hộ gia đình Ngọc Ngân. Thì cuối video Ngọc Ngân bà cha xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.